Hân hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát trên chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong năm 2021 Tân Sửu ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn gặp được nhiều điều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan, nghe lời cha mẹ. Thế nhưng, những điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Có người thì gia đình hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Cũng có người kinh tế thì dư giả nhưng lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình trong kiếp nhân sinh. Trong chương trình ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ cụ thể về quẻ luận tình duyên, công danh, sự nghiệp cũng như là các thông tin liên quan đến bản mệnh tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm 2021 Tân Sửu này. Mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 vào năm 2021 sẽ có cơ hội được cải thiện vị trí và lương cao hơn. Nhưng có một số trở ngại, cần phải kiên nhẫn chờ đợi và giữ thái độ khiêm tốn. Các thương gia thì nên tìm các sản phẩm mới thích hợp với thị trường, ngăn sự nghiệp bị đình trệ. Những người đã kết hôn sẽ phải đối mặt với một số vấn đề tình yêu. Trong cuộc sống hàng ngày thì bạn nên chủ động quan tâm đến bạn đời của mình. Những người có mối quan hệ tình yêu thì ổn định và phù hợp để có thể kết hôn trong năm nay. Về tổng thể, vận thế của tuổi Ất Mão 1975 trong năm Tân Sửu không có nhiều biến động lớn, bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2021 Tân Sửu, Tân Kim Lộ Xuất chính quan cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp tài quan tương sinh, thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến người tuổi Ất Mão 1975. Nên sự nghiệp của tuổi này nói chung khá là thuận lợi, đặc biệt là những bạn làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên bỏ lòng. Mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng đến mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm sẽ là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra trong năm nay, bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, tham gia nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập, giao lưu. Về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Tân Sửu không thuận lợi trong chuyện hôn nhân hoặc là gia ở riêng. Trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn nữ mệnh. Tuy nhiên, nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc bất cứ hoàn cảnh nào, nếu không sẽ bị để cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài việc chú ý sức khỏe của bản thân thì tuổi Ất Mão 1975 còn cần phải chú ý đến sức khỏe người thân. Trong năm nay thì gia đình dễ có người đau ốm và qua đời. Tuy nhiên thì tuổi Ất Mão 1975 không nên quá lo lắng về vấn đề này bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên những điểm sáng cũng xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung vận trình của tuổi Ất Mão 1975 vẫn còn tốt trong năm nay, sự nghiệp tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần chú ý đến sự kết hợp giữa công việc, nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tai ách của năm. Với tuổi Ất Mão sinh năm 1975 thì cần phải có vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Dự đoán tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng, trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn.
Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 31 tháng 1 theo dương lịch. Mệnh chủ tuổi Mão 1975, nạp âm ngũ hành là Đại Khê Thủy, phần lớn là người trung thực, cả đời lợi quan cận quý, vật chất đủ dùng. Năm 2021 Tân Sửu, nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, là quan tinh, sẽ gặp các loại thách thức và cạnh tranh, cũng sẽ có sự mở rộng sự nghiệp và cơ hội để thăng chức. Người làm kinh doanh thì cần phải cẩn thận các phương diện về thuế, để tránh phiền toái. Với những người làm công chức thì hãy đặt trên bàn làm việc một tháp văn xương hoặc treo một bức thất tinh bát quái trận đồ để kích quan vận sự nghiệp vào năm 2021. Với doanh nhân, người kinh doanh buôn bán sẽ cần phải chú ý cẩn trọng nhiều về vấn đề giấy tờ, các điều khoản trong hợp đồng nếu muốn mở rộng kinh doanh hoạt động buôn bán của mình. Bản mệnh có thể tìm thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mệnh chủ không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác, cần giữ thái độ khiêm tốn, ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong năm này, nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà tài vận của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tích cực. Có điều, trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào, tuổi này cần phải bình tĩnh, tỉnh táo. Bởi nếu nóng vội, tin lầm vào những nguồn tin không chính xác thì rất dễ dẫn đến tình trạng tiền bạc tổn hao, thậm chí còn gây ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của gia đình. Nam mệnh sinh năm 1975, 47 tuổi, năm nay gặp thổ tú chiếu mệnh, dễ xuất hiện nhiều tranh chấp kiện tụng, phải cẩn thận các loại vấn đề cùng giấy tờ liên quan. Lưu ý, đến tiền không cùng người khác, lấy tiền làm đảm bảo. Nữ mệnh sinh năm 1975, 47 tuổi, gặp phân hán chiếu mệnh, đặc biệt phải chú ý đến các vấn đề liên quan tới gia và phụ khoa. Những người tuổi Ất Mão 1975 sẽ có cơ hội tốt để thể hiện khả năng tiềm năng trong công việc vào năm 2021, do đó họ có thể được thăng chức với tăng lương. Tuy nhiên thì cần phải kiên nhẫn nếu điều tốt đẹp như vậy không đến với họ. Doanh nhân thì nên thay đổi suy nghĩ để tạo ra sản phẩm mới. Nếu tuân thủ những điều cũ, có thể mất khách hàng và đối mặt với thất bại. Những người đã kết hôn thì có thể có mâu thuẫn do những chuyện nhỏ nhặt, nên quan tâm lẫn nhau tích cực để làm cho cuộc hôn nhân của họ tốt đẹp hơn. Với những người đang yêu thì có thể kết hôn trong năm. Những người độc thân có thể hấp dẫn người khác giới, nhưng rất khó để tìm thấy bạn trai hoặc bạn gái thỏa mãn trong năm nay. Bạn có thể phải đối mặt với một nút cổ trai tại nơi làm việc và không thể kết thúc vì dành quá nhiều vào thời gian. Còn về mặt tình cảm thì việc giao tiếp với đối tác của bạn có thể dẫn đến cãi vã. Sức khỏe, thể chất, việc thức khuya và ăn kiêng lâu dài sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cơ thể của bạn. Về sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 vào năm Tân Sửu, sự nghiệp sẽ cho thấy một xu hướng của năm mới 2021 là một nhân viên làm công ăn lương sẽ phải lựa chọn trong sự nghiệp và nhìn thấy cơ hội từ xa để thăng tiến. Điều này sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn. Nhưng nếu từ bỏ công việc hiện tại và tìm kiếm một công việc mới thì chắc chắn nó sẽ là một thách thức lớn đối với bạn. Có thể tìm hiểu thêm về các vị trí khác trong công ty, nhưng khi thực hiện thì phải tìm cơ hội cho chuyến đi công tác này. Đồng thời thì có thể tìm hiểu về các công việc tương tự trong ngành công nghiệp khác và xem liệu thay đổi có thể mang lại cho bạn lợi ích tốt hay hơn không. Trong năm 2021, Tân Kim Lộ xuất chính quan cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp tài quan tương sinh. Nếu vận mệnh của bạn đang vượng thì sẽ rất cát lành. Chính vì thế mà trong năm Tân Sửu, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó có thực thần tác động khiến cho bạn có một cuộc sống tự do hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt. Cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Những người làm văn phòng thì khó đạt được cơ hội, song cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội thăng chức.
không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là vòng tam hợp quý thần, hợi, mão, mùi. Tài lộc của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Tân Sửu 2021. Người tuổi Ất Mão sẽ gặp vận tài lộc vào năm 2021. Sự đình trệ trong công việc sẽ không ảnh hưởng đến tiền lương của bạn và điều đó có nghĩa là không mang lại cho bạn thêm thu nhập. Đồng thời, sẽ chi tiêu rất nhiều cho các mối quan hệ xã hội, tiệc tùng, du lịch và những người khác. Nếu có thể, thì bạn cũng có thể giảm cắt các chi tiêu không cần thiết và kiểm soát mức tiêu trong một phạm vi hợp lý để có thể tiết kiệm một số tiền nhất định trước các nhu cầu khác trong tương lai. Nhờ có cục diện tài quan tương sinh nên năm nay là một năm khá thuận lợi đối với tuổi này trên phương diện tài lộc. Có nhiều cơ hội phát huy năng lực tài hoa của mình trong sự nghiệp, dễ dàng đạt được thăng chức tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên thì mệnh chủ cần phải chú ý, trong năm 2021 thái tuế không có ảnh hưởng lớn đến bản mệnh, song vận may của tuổi Ất Mão 1975 chỉ ở mức độ trung bình. Cuộc sống hay là sự nghiệp cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể mong được thành công. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự động đến với bạn mà cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Năm thái tuế có các tinh tứ lục, tuổi Ất Mão 1975 có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí, thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể tham khảo ý kiến của mọi người, đồng thời hãy cẩn thận với một số hành vi ác ý. Không được ảo tưởng, quá tham về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, không lao động vẫn có lắm tiền. Phải lao động mới có ăn, nhưng không vì thế mà bi quan. Để tăng cường tài vận và sự nghiệp, cần bố trí lại phong thủy nhà ở và văn phòng sao cho hợp lý. Đặc biệt là các mệnh chủ tuổi Ất Mão 1975 trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Đinh Dậu, dương lịch từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10, tức là từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 29 tháng 8 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Ất Mão, đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Ất Mão 1975 không nên tiến hành công việc trọng đại trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài, nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Về tình duyên của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 vào năm Tân Sửu. Trong năm 2021, chuyện tình cảm của tuổi Ất Mão 1975 không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nam mạng gặp nhiều may mắn hơn là nữ mạng. Phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với người khác giới thì bản mệnh cần chú ý lời ăn tiếng nói, thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng để gây ấn tượng với người ấy. Phái nữ thì có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì bạn không hề ngồi yên chờ đợi mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Trong mối quan hệ với mọi người thì cần phải giữ trạng thái tâm lý vui vẻ, tích cực, hòa đồng, không nên nóng nảy khiến cho người khác có ấn tượng không tốt về mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần phải dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm và bao dung với người ấy. Khi có bất đồng quan điểm, cần phải giữ thái độ bình tĩnh, không nên nóng nảy. Nếu không, rất có thể sẽ vô tình gây ra ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ, thậm chí là rạn nứt chia ly. Mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình.
về sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Tân Sửu. Năm nay thì sức khỏe không tốt, sự nghiệp bận rộn khiến cho bạn lo lắng hơn, dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này rất tệ cho sức khỏe của bạn. Nên giữ một thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên giao tiếp nhiều hơn với gia đình để cùng nhau vượt qua khó khăn. Trong khi đó thì hãy ép bản thân phát triển thói quen tốt hàng ngày để không ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất. Nguyên nhân có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe. Vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe của tuổi này khá ổn định. Tuy nhiên, tuổi Ất Mão 1975 cần chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác, hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn đến những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích khác. Nếu không, không chỉ sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu. Bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khác khi thay đổi thời tiết. Khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng cần phải có trang phục thích hợp. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 Nam Mạng, gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng. Khi mua bán thì cần phải có giấy tờ rõ ràng. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng gây nên hao tiền tốn của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng, sao Vân Hán chiếu mệnh. Sao Vân Hán chiếu mạng, đàn ông hay là đàn bà gặp sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam thì gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ thì không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy mà bị sao Vân Hán chiếu mệnh cần phải cẩn thận trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi, dẫn đến những kiện tụng cò bót. Tử vi trọn đời của mệnh chủ tuổi Ất Mão 1975. Ất Mão có cuộc đời, gặp nhiều điều tốt đẹp, tuy không được sung sướng về mặt thể xác, nhưng sung sướng về mặt tinh thần. Cuộc đời không lấy gì làm cực khổ cho lắm, họ sống hưởng thụ, được giàu sang và có thể thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến tuổi già, tiền bạc đầy đủ, gia cảnh êm đềm. Ất Mão nếu sinh vào những tháng 8 và 12 âm lịch, có nhiều thay đổi tối thiểu 3 lần về vấn đề tình duyên. Nếu sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì việc thay đổi tình duyên cũng phải 2 lần. Nếu sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì việc tình duyên được chung thủy. Do Mão và Ất đều tượng trưng cho hành mộc nên năng lượng mộc kép khiến những người tuổi Ất Mão vô cùng hào phóng và biết thông cảm với người khác, sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh vô điều kiện. Tuy nhiên thì đôi khi quá tốt khiến cho người khác lợi dụng. Nếu không như bản thân bị quá tải thì bạn nên học cách từ chối khéo léo yêu cầu vô lý của người khác. Một trong những nhược điểm của người sinh năm 1975 đó chính là không quyết đoán. Nguyên nhân chính là họ muốn xây dựng và bảo vệ hòa bình, không muốn làm tổn thương người khác. Họ cần phải trở thành tâm điểm chú ý của người khác, sự cạnh tranh. Do đó mà trong suốt cuộc đời có nhiều bạn bè, các mối quan hệ đều rất tốt đẹp. Trong công việc thì tuổi Ất Mão tận tụy, yêu thích công việc mình đang làm. Nếu tìm được việc thì bản thân họ sẽ gắn bó và nỗ lực hết sức cho tới khi thành công. Những người sinh năm này rất giàu trí tưởng tượng, không thích sự tầm thường và coi trọng tính độc đáo. Từ 20 cho đến 25 tuổi, triển vọng của tình duyên và yêu thương tài lộc yếu kém. Sẽ có nhiều tốt đẹp về tài lộc công danh, có thể thành công về công danh và tình duyên trong khoảng thời gian này. Tuổi 23 thì không nên đi xa vào tháng 4, 6, 8. Từ 26 đến 30 tuổi thì nên cẩn thận về tình duyên, có nhiều rối rắm.
số có nhiều lo buồn và khoảng thời gian này, 26 tuổi thì bình thường, 27 tuổi không mấy tốt, 28 và 29 có nhiều triển vọng về tài lộc, cuộc sống, năm 30 tuổi thì tạm yên tĩnh, năm này lo buồn nhiều hơn ít. Từ 31 cho đến 35 tuổi thì không mấy tốt đẹp, có số phải nhiều lo nghĩ. Cuộc sống có nhiều lao đao, đó là năm 31 và 32 tuổi, còn năm 33 và 34 tuổi thì đầy triển vọng tốt đẹp về tình thương yêu và phần tài lộc, nên cẩn thận cho việc làm ăn. 35 tuổi, đẹp và cuộc sống được đầy đủ, có cơ hội về kết quả tài lộc. Từ 36 cho đến 40 tuổi thì phát triển làm ăn hùn hạp, rất tốt. Phát triển về công danh và sự nghiệp. Từ 41 cho đến 45 tuổi có nhiều việc làm bị ngưng trệ đôi chút, làm ăn lớn sẽ bị thất bại nên giao dịch về tiền bạc có lợi hơn. Từ 46 cho đến 52 tuổi, năm 46 và 47 thì hai năm này bổn mạng không được vững, cẩn thận tiền bạc cũng như việc làm ăn. 48 và 49 tuổi thì hai năm này thu hoạch được nhiều tiền bạc, có triển vọng về cuộc đời. 50 và 51 tuổi khá tốt, có phần phát triển về tài lộc công danh, cuộc sống đầy đủ. 52 tuổi coi chừng có tai nạn, toàn năm không thắng lợi về tài lộc, kỵ đi xa vào tháng 9 và tháng 11 hao tài. Từ 53 cho đến 55 tuổi, 53 tuổi thì khá đẹp và con cháu có phần hưởng lộc. 54 tuổi kỵ vào tháng 9 và tháng 11 âm lịch, coi chừng bệnh hoạn hay là hao tài tốn của. 55 tuổi thì tình trạng gia cảnh tài lộc vẫn ở mức độ bình thường. Từ 56 cho đến 60 tuổi thì không có trở ngại về việc làm ăn mà chỉ có đề phòng việc đau bệnh. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong năm Tân Sửu này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.